Rồi, Hiếu chào tất cả anh em. Hiện tại thì Hiếu đang ở cái cơ sở là xe nhảy với cả xe thanh lý của công an. Anh em ở trên YouTube, ai có nhu cầu mà muốn mua cục máy zin của Honda thì liên hệ cho Hiếu. Hiếu sẽ cận cảnh cho anh em nhé. Đấy. Trước mắt anh em chúng ta đây là con động cơ của Jam Việt. Đấy. Đây là cả một cục máy zin ở trên khung sườn xe. Anh em thích mua nào mua, có thể mua cục máy hoặc là có thể mua cái sườn xe. Zin Việt thì còn hai bộ máy, một bộ này và một bộ trong. Đấy là 100 anh em nhé. Đấy, Jam Việt 100. Thích cái gì thì cứ alo cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889, Hiếu sẽ báo giá luôn cho anh em. Đấy, đây là Jim Việt nha. Jim Việt nhấc nguyên cả bộ máy này luôn cho anh em, để mang về có thể lai thồ làm gì thì làm. Đấy. Còn ngoài ra thì đây Hiếu sẽ chia sẻ cho anh em còn cái máy 110 trong đây nữa. Rất là nhiều đồ anh em, nhiều xe. Thích mua cái nào thì mua. Động cơ thì nói chung là mấy con này, con tàu thì anh em mua để đi lai thồ. Còn đây con máy Honda nữa này. Đấy, đây là con máy Honda này, 110 OS, máy Honda này cũng ngon lắm. Zin đét luôn anh em ạ, đây này. Con này anh em có thể mang về làm xe kéo, xe lôi, xe ba bánh, hoặc là có thể đi lương rẫy thì cứ chấm hết, ngon hết nước chấm luôn. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889. Nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết. Thì vì Hiếu quay cái video này lên thì nó rất là ngắn, với cả rất nhiều anh em hào hức muốn mua những cái động cơ zin đét như này. Hiếu khẳng định với anh em là zin đét, hạ máy xuống nha, zin đét nổ máy êm. Đấy, thế thôi. Những cái bộ phận này là của Honda, thì cục máy này của Honda zin đét. Đây này, từ cái ốc gác máy cũng tháo để nguyên. Còn mấy cái con máy này là máy, con này là con Suzuki này. Suzuki. Nhưng cái con này thì nó rẻ. Con này thì lắp chở ngô, chở ngái các thứ. Còn máy Honda thì còn con này và hai con Jam Việt anh em ạ. Đây là dòng gì? Dòng IA. Đây, Yamaha. Anh em nào thích máy IA thì đây là máy IA. Đấy, máy rất nhiều. Anh em mà cần cứ liên hệ cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889. Thích máy nào thì chúng ta xào máy đấy. Đây là máy lướt anh em nha, lướt cũ zin SOE, cũng zin đét luôn, bao chạy nha. Đấy, tất cả máy đây đều zin đét luôn này. Đấy. Con này thì làm rồi, có con máy trong kia zin. Đây, con này cũng zin này. Đấy. Anh em xe cũ nhiều lắm. Đấy, đây là máy. Thích lấy đồ gì cũng có. Đây còn cục máy có xe ga luôn này. Hộp xích con kia còn bóng, hộp xích nhìn còn đẹp. À, nhưng bên dưới thì hơi gì anh em ạ. Anh em chúng ta ăn máy thôi, ăn máy thì ngon, không sườn, ăn máy không sườn. Đây, vành thì không nói thôi, vành này thì vành này thì tháo ra, anh em là cần vành nào thì mình lại tháo ra thì mình lại lắp cái vành cũ xấu vào thôi. Đấy, anh em nào cần mua động cơ cứ liên hệ cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889 để đặt hàng anh em nha. Rồi, ok anh em, Hiếu chào anh em.